À, để mà có Photoshop ấy thì đầu tiên là chúng ta phải cài cái này, cái gọi là Creative Cloud. Đó. Creative Cloud này. Cái này thì rất là dễ thôi, chúng ta vào trong cái trang chủ của Adobe. Đấy. Creative Adobe đây, Creative Cloud đấy, thì vào đây thì chúng ta sẽ download được cái đấy, thì đây là chúng ta sẽ download được cái phần mềm này về, và trong phần mềm này thì nó có rất nhiều các phần mềm khác nhau. Rồi. À, và ở đây thì Huy đã cài sẵn cái Photoshop rồi. Ở đây thì Huy nhấn là dạng là Open này. Nó có một cái tính năng con AI mới rất là thú vị. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây một cái hình ảnh nào đó. Đó, một cái ảnh nào đó mà chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn mở rộng nó ra. Đây. Ví dụ như là Huy đưa vào đây hình ảnh một cái cô bé như này. Đó. Để anh chị em thấy ở bên dưới này nó có một cái lựa chọn này. Thì chúng ta có thể là gì ạ? Là select object. Select object tức là select cái cô bé này này. Đấy, xong mình remove background. Đó. Đấy, nó select khá là tốt. Đấy, khá là chuẩn này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà mở rộng cái bức ảnh này ra. Đấy. Đấy. Sẽ mở rộng cái bức ảnh này ra. Bằng cách là chúng ta sẽ bôi. Đấy, chúng ta sẽ bôi đen cái thằng này, để lại một ít chỗ này nha, xong chúng ta nhấn là gì ạ, select inverse này, đấy, để nó chọn hai cái vùng bên ngoài này, sau đó chúng ta nhấn vào đây, rồi. Chỗ này beta 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 đúng không? Sẽ đâu nhỉ? Cái phần fill nó sẽ đâu nhỉ? Xem này. Ok, để tôi tắt cái đi, bật lại. Như là trong cái phần beta này có này. Cái này anh chị em dùng miễn phí nhá. Mình bởi vì cái bản này là bản beta, là bản đang thử nghiệm cho nên là chúng ta có thể dùng miễn phí.
Rồi, đây chúng ta sẽ nhấn là New File. Quit. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh này vào. Đó. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có đây, chọn cái phần bên này. Đấy. Thì chỗ này nó có cái generative fill này. Anh chị em nhìn thấy chỗ này không ạ? Có cái generative fill này. Đó. Thì chúng ta không cần gõ gì cả. Đấy, chúng ta để trống, chúng ta nhấn vào generate. Generate. Rồi. Anh chị em sẽ xem nha, nó sẽ mở rộng sang bên này rất là đẹp luôn đấy, anh em thấy không đấy, mở rộng cái hình ảnh cực kỳ là gì ạ, là mượt luôn, cực mượt luôn anh chị em ạ. Đấy nào, anh em thấy đỉnh không, cực kỳ mượt luôn, giống như là ấy, ảnh thật luôn. Đây này, nhìn này, thấy chưa? Đấy, từ một cái bức ảnh như vậy mà nó gì ạ, nó tạo ra được cái mở rộng ra thì cực kỳ đẹp luôn và rất là hợp lý. Thiết bị tài rất là hợp lý luôn. Đấy. Không hề có một cái độ chuyển hay là có một cái phát hiện ra là một cái bức ảnh nó gọi là không có phù hợp mà rất là hợp lý luôn. Anh chị em thấy cái này cũng kinh không ạ? Không có vết gì luôn. Rồi. À, một cái thứ hai nữa của cái thằng này ấy, đó là nó có thể giúp mình thay đổi được cái nền hay là xóa đi cái vật thể. Đấy, ví dụ như là cái này thì chúng ta sẽ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là xóa cái vật thể này đi. À, xóa cái background đi. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ gì ạ? À, sẽ chọn cái phần ra phải vẽ cái phần này. Cái hình này nó khá là phức tạp cho nên là gì ạ, là khi mà xóa vật thể thì nó sẽ xóa hơi lựa chọn object nó bị lẫn ra bên ngoài một chút thì mình chỉnh điều chỉnh lại một chút. Rồi. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ gì ạ? Đấy, chúng ta sẽ chọn chọn cái vùng bên ngoài. Sau đó chúng ta nhấn generate fill, chúng ta nhấn là gì ạ? Generate, không cần phải làm gì, không cần phải biết bỏ cái gì. Đấy, chúng ta thấy là gì ạ, nó đã đổi cho chúng ta cái nền đấy, đổi chúng ta cái nền luôn đấy, anh em thấy không ạ, đổi nền cho chúng ta luôn đấy, thậm chí là gì ạ, là chúng ta có thể đưa vào đây cái
một cái câu lệnh, ví dụ như là at the beach. Đấy. Nếu mà bình thường ấy mà chúng ta ghép ấy thì chúng ta thấy nó vẫn sẽ có những cái viền và nó sẽ thấy cái ánh sáng nó không phù hợp, nhưng thằng này khi mà nó ghép nền ấy thì ánh sáng và cái viền nó rất là phù hợp luôn. Xóa nền thằng này khác với cả thằng remove background nhé. Remove background thì nó chỉ đơn giản là xóa cái nền và nó giữ nguyên lại cái nhân vật, nhưng mà thằng này ấy, nó không chỉ xóa nền mà nó làm mượt. Đấy, ví dụ này nhé, nếu như mà xóa nền ở trên remove background ấy, thì cái phần tóc kia kìa nó sẽ rất là gì ạ? Nó sẽ rất là gai 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 gai. Đấy, tuy nhiên thằng này ấy, là nó rất là phù hợp luôn. Đấy, cái phần tóc này, cái phần ánh sáng này. Đó, thì nó đưa ra cực kỳ là đẹp, cực kỳ là phù hợp. Đấy, nó thay đổi luôn cả cái ánh sáng này, rồi cả cái bóng này. Đó. Đoạn này là đưa. Rồi, chúng ta sẽ tham quan một chút nha. Ta đây, anh chị em sẽ thấy là nó giới thiệu nhé. Xóa phông, xóa người, xóa ảnh, thêm vật thể vào. Cực kỳ đơn giản luôn. Đấy. Đấy, đây là thêm cái xe vào trong cái sợi tiết này. Đấy, rồi. Chút nữa thì chúng ta sẽ thử. Đấy. Anh em là thấy là gì ạ? Nó đưa sang chúng ta ra gì ạ? Ra bãi biển rồi. Đấy, được chưa ạ? Đấy. Ở bãi biển này, đúng không ạ? Anh chị em để ý là cái ánh sáng thay đổi thì cái viền của nó cũng thay đổi theo nhé. Đấy, nó khá là khớp, đúng không ạ? Khá là khớp. Đấy, tức là nó làm cả cái viền này. Đấy, đây, bỏ cái viền này ra anh chị em xem. Đấy, thì cái viền này nó cái việc mà nó đổ bóng cái viền này mình để ý này. Đấy, cái viền này nó đổ bóng cái viền này để cho nó khớp với cả cái hình ảnh xung quanh này. Đấy, còn bên trong thì nó không thay đổi, nhưng mà cái viền bên ngoài ấy, nó đã thay đổi rồi. Đó. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, chúng ta thấy rằng là việc mà xóa phông, đổi phông nên sáng tạo hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ tiếp tục nữa là ví dụ như là với cái ảnh này đi, thì chúng ta muốn thêm vào đây một cái con sao biển ở đây chẳng hạn. Chúng ta đưa vào đây là phần sao biển.
starfish đúng không? Con sao biển. Rồi. Ở đây là chúng ta sẽ đưa vào đây một cái con sao biển. Đấy, thì chúng ta đưa vào đây. Chúng ta ghi là a starfish. Đó. Đấy, nghe thấy không ạ? Nó đưa một cái gọi là gì ạ? Con sao biển vào đây. Đấy, rất hợp lý luôn. Đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta cảm thấy cái vị trí này chưa ưng ý ấy, là chúng ta sẽ có thể chuyển nó sang vị trí khác. Đúng không ạ? Đấy. Thậm chí là chúng ta có thể khi mà chuyển nó sang vị trí khác ấy, thì có thể là cái nền của nó, tức là cái viền xung quanh này nó bị lỗi này, thấy chưa ạ, nó bị lỗi này đó, thì chúng ta chỉ đơn giản là gì ạ, generate lại thôi. Đấy, tức là chúng ta thay đổi cái vị trí nhá, sang chúng ta generate lại nhá, thì nó tự động là gì ạ, nó tự động làm cái viền này, nó lại phù hợp với cả cái nền luôn. Là thay đổi cái vị trí và mình tạo lại thì nó sẽ tạo ra một loạt cái ảnh mới và nó phù hợp với cả cái vị trí này đó. Đấy, đấy, chúng ta thấy không ạ? Đó. Ví dụ chúng ta lại muốn là gì ạ, cô bé này đội một cái mũ chẳng hạn. Đấy, đấy, summer, hat. Đấy. Cho cô ấy đội cái mũ. Đấy. Anh chị em thấy hay không? Đó. Đấy. Đấy. Ok chưa? Rồi. Cái chỗ này thì mình muốn là gì ạ? Là kính kính mát đi. Đấy. Sunglasses. Yeah. Cho kính mát, kính to đùng luôn đấy. Chị em thấy kính nào đẹp này. Đấy, ok chưa, thấy cái kính luôn rồi. Cái chỗ này ấy, là mình muốn cô ấy mang theo một cái túi xách nữ đấy, là woman woman bác. Túi sách này gì? Túi sách này gì? Handbag. Túi sách nữ, woman handbag. À. Chúng ta thấy là việc mà dùng Photoshop chỉnh sửa bây giờ nó trở nên dễ hơn rất nhiều. Đấy. Đấy. À, bây giờ mình muốn để là orange. Đấy. Tức là gì ạ? Màu cam. Đấy. Là mình muốn nó màu cam, không phải màu trắng. Đã lại.
Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, làm ra cái túi. Ok chưa? Bên tay bên này mình muốn cho nó cầm một cái kem. Cầm một cái kem. Ice cream. Cái này mà làm truyện tranh cũng nhàn hơn rất là nhiều. Đấy, hình ảnh ngoài ghép vào được luôn, được chứ? Ngoài ghép vào thì là bình thường rồi. Để lấy một cái hình ảnh nào đấy ghép vào nha. Đây. Cái gì là đấy, cầm cái kem này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đổi cái background này nhá. Đấy. Ta sẽ đổi cái background này. Mấy cái hình trước thì nó đang bị dính với cả cái hình này kia. Bây giờ đổi background thì mình chỉ có mình sẽ tắt hết những cái lớp này đi. Đó. Và mình sẽ đổi cái background từ cái background này sang background nấm này nhá. Đó. Thì việc của chúng ta đó là chúng ta lại gì ạ? Là remove background này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, là mình đã đổi cái background cũ đấy, sang cái background mới này. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất nhanh và rất là phù hợp không ạ? Đấy, chúng ta cũng thể là gì ạ? Cho cô bé nhỏ đi. Đấy, nhỏ đi. Cho nó phù hợp với cả cái khu rừng nấm khổng lồ. Đấy, kiểu như vậy. Chỗ này thì chúng ta có thể thêm vào bóng shadow. 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 Đấy. Thêm cái bóng của cô ấy vào đây. Nó sẽ đọc tất cả những cái thông tin ở xung quanh đó, chúng ta thấy không ạ? Nó đưa vào đây là cái gì ạ? Nó đưa vào đây cái bóng này rất là phù hợp luôn, đúng không ạ? Nó mượt luôn, chúng ta thấy không ạ? Nó hiểu cái câu lệnh đấy, AI thông minh đấy. Nó hiểu câu lệnh mà đưa cái bóng vào đây, và chúng ta thấy là gì ạ? Là cô bé này ở trong cái khung cảnh này rất là phù đúng chưa ạ? Đấy. Đấy, kể cả là chúng ta muốn ghép thêm cái vật gì vào đây cũng được. Ví dụ như là chúng ta muốn ghép một cái cua. Đây. Ghép con cua này vào.
Đấy, chúng ta sẽ đưa con cua này thì đầu tiên với con cua này ấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ remove background đi. Đấy. Sau đó là gì ạ? Chúng ta nhấn Ctrl T để đưa vật vào đây. Cái việc mà đưa vật vào thì nó rất là dễ rồi đúng không ạ? À, không có gì khó cả. Đấy, rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái con cua này nó theo đứng lên trên này. Đấy, thì chúng ta sẽ cho một câu lệnh đó là gì ạ? The green color. Ừ, nên như này nó có thể nó sẽ không hiểu, nó sẽ tạo ra con cua khác. Đấy, ngay à, nó tạo ra cái nấm khác rồi. Đấy, cái này là cái hình ảnh nó toàn nấm, nên là nó ra cái nấm khác. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt lại. Okay. Đấy thì chỗ này thì chúng ta có thể là thay đổi vị trí này rồi là cái đấy thì cái đơn giản rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta có thể vẽ thêm vào đây. Đấy. Vẽ thêm vào đây. Còn quái vật đấy. Đấy. Big monster root màu red eyes. Đấy. À. Đấy. Đấy. Đây là một quái vật. Úi. Bình chưa? Ừ. Em thấy không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta có thể là vẽ thay đổi thêm bớt vào đây rất là nhiều cái ứng dụng. Rồi. À, ví dụ như là cái ứng dụng như của anh Cường anh hỏi nhá. Ở đây chúng ta có một cái đó là gì ạ? Thái cực quyền đấy. Cường ơi. Người thầy À, anh nhưng mà muốn dạ, cái hình vẽ thái cực quyền này gì? đấy nó cử động như kiểu như này nhưng mà nó cử động nó có cái, mấy cái video mà bằng như kiểu nó chỉ có vết vết bút chì này xong rồi nó cử động vận động ấy thầy. À, nó vận động đấy là sang dạng hoạt hình rồi. Đấy là dạng hoạt hình rồi đúng không ạ? Không phải nó vẫn là cái hình đây đây như cái hình này này thầy, cái hình ở dưới này, ở dưới Thế cùng nào? trên thái cực quyền dân Việt này này. Thế. Bên cạnh ạ, Thế. không bên cạnh này cơ, cái hình mà có bút chì đấy 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 cái hình đấy ạ, Đấy gì hoặc ạ? là như hình trên này này đấy, nó cử động như kiểu mấy cái hình này, Xong rồi anh muốn thành video nó chuyển động đúng đúng rồi ạ. không ạ? À, rồi. Được. Rồi. Đây nha, mình sẽ tạo một cái mới đây. Rồi. Có mũ của Bách Hồ.
Đấy. Rồi, chúng ta đây là gì ạ? Upscale. Đấy, thầy ấy gửi cái video dạng đấy vào trong cái nhóm, thầy xem là cái đấy nó gọi là cái gì, không biết là định danh nó là gì. Nào Cái link của cái bài video của cái đấy, anh gửi nhóm nào cái nhóm lân cao này thầy. không biết là nhóm nào Nhóm lân thôi, cao không biết anh gửi nhóm nào. À đây rồi, Facebook đây rồi. đấy, video như này thầy. Ô, cái này thì lại dễ. Cái này thì có gì đâu anh, cái này nó quay người thật xong rồi nó chuyển sang cái dạng ấy thôi mà. Cái này là người thật xong rồi nó làm hiệu ứng thôi mà anh. Cái này thì dễ, cái này TikTok nó làm À, nó có hiệu ứng trên TikTok nó làm luôn rồi thầy. được. Có hiệu ứng trên TikTok nó làm như này luôn mà anh. Trời ơi, cái này thì có gì đâu, nó chỉ đơn giản là anh quay cái hình của anh xong bắt đầu là anh chuyển sang cái hiệu ứng bút chì ở trong TikTok mà phát là xong. À, thế thôi ạ. Ui Dạ. trời. Rồi, cảm ơn thầy. Ừ. Upscale nó ra cái này mất. Rồi. Chỗ này thì chúng ta có thể thử cả change, thay đổi tư thế. Thay đổi cái tư thế. À, sợ nó không công nhận. Không nhận, nó sẽ không nhận, nó sẽ không hiểu. Đấy, cái này, nó sẽ không hiểu. Dạ. Ok nha. À, với cái thằng này thì chúng ta có một cái chức năng rất là hay. Đó là gì ạ? Là chúng ta phải vẽ tranh. Nào, bây giờ anh chị em thử là chúng ta sẽ định vẽ tranh một cái vẽ một bức tranh như nào. Đấy, bức tranh phong cảnh đi. Đấy, phong cảnh nó dễ. Đấy, anh Cường thử nghĩ xem mình sẽ có một cái chủ đề nào đó vẽ bức tranh. Bây giờ Huy sẽ vẽ một cái bức tranh một cái cánh đồng nhé. Đấy. Bây giờ một cái cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa chín vàng. Được chưa? Đấy, anh chị em thấy vẽ ra một cánh đồng lúa này, đẹp chưa? Rồi, trên này thì Huy sẽ vẽ về bầu trời. Đấy. Đấy. Blue. Đây nó vẫn dùng như như Mitsuri dùng Chrome, nhưng mà nó lại từng 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 khúc một đấy. Từ khúc hay không là do mình thích khúc Đúng nào nó rồi. ra khúc đấy và nó chỉnh kỹ hơn. Midjourney không thể nào chỉnh được cái này, Đúng rồi. Midjourney Mitsuri không là nó thể làm làm được. hết. Đấy. Cái này mình muốn thay cái nào thì mình thay cái đấy. Đúng rồi, mình muốn thay, mình muốn chỉnh sửa, nó gọi là in video, à in in image, tức là chỉnh Bây giờ bên trong cho Phương mặc áo dân tộc đi gặt lúa vẫn được. Phương đi bên cạnh bốc lúa.
Hay quá nhỉ, tuyệt vời quá. Đúng là công nghệ. Tức là từ một cái giấy trắng không có gì đúng không? Rồi. Đấy, thì chút nữa thì chúng ta sẽ thêm vào đây những cái ý tưởng và chúng ta sẽ tạo ra một cái bức tranh, đấy, một cái bức ảnh mà trong trí tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ thế. Ừ. Nhưng mà thầy không biết là thầy ăn cái gì, uống nước gì mà trong một tuần, một tháng thì thầy thay đổi nhiều, thì có toàn cái mới mà update liên tục. Ôi, còn nhiều lắm, sợ hôm nay không đủ thời gian đâu, còn nhiều cái hay lắm. Uống Nhưng mà thầy hay uống nước gì? lọc. Nước lọc. Cái cả uống bia, lâu lâu không được uống bia. Sang tuần uống bia nhỉ thầy nhỉ? Sang tuần cho Cường mời đi thầy nhỉ, hôm nào thầy rỗi. Phương Em á, lúc nào ngày nào em rỗi, cứ trời có bia là em ơi, rỗi. chủ yếu là em với cả thầy thôi, còn sắp anh sắp xếp dễ mà. Không biết là thầy uống cái gì, ăn cái gì mà trong vòng thời gian ngắn mà cứ thay đổi liên tục này, mà toàn những cái siêu cao thủ. Có nhiều cái hay lắm. À, nha, ví dụ như là còn cái này nữa mà em đang không cài được. À, thằng Nvidia này nó mới ra một cái con là cực kỳ hay luôn. Nhưng con này nó chỉ dành cho cái đội nào mà Chuyên nghiệp. gọi là ấy thôi, đội nào mà dùng cái cặp màn hình của nó thôi. Đấy. À thầy, thầy cho hỏi. Đây Dạ. đây đây vụ này mới là. Đây. Con này mà em không có cái cạc màn hình Nvidia cho nên là không thể nào mà cài được. Nó yêu cầu phải có cạc màn hình của nó thì nó mới được cho dùng. Ở đây Nhưng nha, cái cạp của nó có đắt tiền không này? chắc nó thì nó cũng bình thường thôi, vài triệu hoặc vài chục triệu. Đây chúng ta nhìn này, ở đây nó vẽ hình nhá. Đấy, vẽ này, bên này vẽ phác thảo, bên này ra hình ảnh thật luôn. Đấy, bên này vẽ Dạ. núi, bên này ra núi thật luôn. Đấy, ta thấy hay không ạ? Một bên vẽ ngoạch ngoạc, bên này ra gì ạ? Ra núi luôn. Và Ui các trời phong má cách ơi. núi khác nhau luôn. Sông, vẽ sông ra sông luôn này. Đấy, xong rồi ra băng tuyết này. Đấy, ra núi đá này. Được chưa Xong ạ? cho người vào luôn. Ờ, đấy, vẽ bầu Wow. trời này. Đấy, vẽ cánh đồng này. Vẽ cây này. Đấy, thấy không? Đấy, bên này vẽ phát, bên này sang ra thật luôn. Đấy, Thế vẽ cái mua đá luôn cả. Mua luôn cả ngày thay vào máy tính. này. Đấy, thấy không? Thấy Wow. không ạ? Quá Vẽ hay không? đơn giản nhỉ. Vẽ cực kỳ đơn giản, cứ bên này vẽ ngoạch ngoạc, bên này ra hình luôn. Wow. Đấy, mà cài mãi mà chưa cài được thì nó đang yêu cầu mấy cái phần cứng với cả phần mềm. Nên rồi tìm cách sẽ kiểu gì có tìm cách cũng sẽ lách được. Đấy, nè, thấy chưa? Đấy. Thậm chí là gì ạ? Mình có thể đưa thêm cái câu lệnh vào đây. Mountaineer a lake in an autumn raining day. Gõ đến đâu nó gì ạ? Nó thay đổi đến đấy luôn. Thế mới kinh. Ui. Đấy chưa? Wave này, thì có wave phát là thành sóng luôn. Đấy. Xong lại có rock này, đá này, nó cho đá vào luôn. Đấy chưa ạ? Rồi như là người ta phỏng vấn thật chứ Đây còn đây đưa là thêm bức những ảnh đang câu có sẵn rồi.
là mình gì ạ, sửa nó bức ảnh này, xóa đi cái đấy là nó gì ạ, nó Ôi thay trời đổi luôn luôn. này. Đấy, Gợi ý cho mình luôn, ý tưởng luôn. xóa vật thể này, này. Bên này xóa vật thể, bên này xóa luôn. Đấy, thay đổi được cả cái gì ạ, cả cái ấy luôn. Đấy, gõ cái câu lệnh vào đây, thay đổi luôn, gõ đâu thay đổi đấy luôn. Đấy. Đấy, khi mà nó chỉ thêm mỗi câu lệnh này thôi, nó sẽ thay đổi cả cái bức ảnh luôn, và nó có cái gọi là phản chiếu ở bên dưới rất là hợp lý. Đó. Quá đỉnh. Đấy. Thay đổi đến đâu là nó tự động thay đổi đấy. Đấy. Tạo ra một cái lâu đài lơ lửng ở trên không. Mà lơ lửng trên không luôn. Bên dưới là Ui, núi. rồi. Đấy chưa ạ? Sunset thêm ánh sáng gọi là hoàng hôn vào phát. Đấy ạ. Đấy chưa? Đi đâu nó lên đến đấy luôn. Kinh. Hay quá vậy. AI đỉnh lắm. Càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cái chính vấn đề là mới hỏi cái hỏi là AI nó phát triển nhanh liên tục như thế mà thầy ăn cái gì, thầy uống cái gì mà thầy update được ấy, được theo kịp của nó ấy. Ra thì cứ chịu khó ngồi mày mò thôi. Đấy. Ui trời. Ui trời ơi Phương ơi, Phương mà đứng quả này mà lại có Mà bộ chụp ảnh đúng không? lón đấy, kinh chưa Lón mùa hè hè nữa cho mặc bikini chỗ này đỉnh luôn này. đấy, kinh chưa. Wow. Không Có bản quyền này nhé nhỉ, không ảnh quá bản đỉnh quyền luôn, luôn. mà gọi là ý tưởng sáng tạo không giới hạn luôn. Đây nó còn có những cái style này, này có những cái style mình chọn, style là sunset rồi sunrise rồi là snow, tuyết cái thứ đấy đó. Bản này nó đang là bản nó gọi là bản demo đấy, nó cho một số người dùng thôi, không phải ai cũng dùng được, nhưng mà chắc em đã sẽ đăng ký được sớm không. Hay nhỉ, tuyệt vời thế. Đấy, cái này là ra cái bầu trời này. Ví dụ nhé, ở đây là mình sẽ thêm một cái gọi là ngôi nhà đây. Đấy. House. Đấy. Ngôi nhà ở quê, ngôi nhà quê Nhà thì nó ngói. là gì? Nhà mái ngói, house roof, nhà nó có mái, house roof, in peace, à, cozy, đấy. Rồi. Ui, cái này không hợp lý. Cái này cũng đẹp đấy chứ. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Farm house.
Đấy. Này cũng được cái chứ. Cái này đẹp nhỉ thầy. Ừ. Hợp lý. Hợp lý luôn. Ừ. Ui, còn lại hợp Rồi, lý. bây giờ mình có thể là dạ là thêm một người ở đây. Một cô gái đi. Cho Phương đang cần cầm ke ăn kem vào này. Nó phải hợp lý chứ. Anh tiệp anh quên lịch học bây giờ mới vào. Yeah. Thêm cô gái vào đây. Được chưa? Đứng rồi, hợp lý chưa? Rồi. Bên này thì chúng ta thêm cho con cho chỗ này cho thêm con bò vào đây nhá. Đấy, cho con bò vào. Đấy chưa? Hay là mình đổi thành con ngựa. Cái này để vẽ truyện tranh thì lại nhanh. Vậy chuyện tranh cũng nhanh. Bối cảnh của truyện tranh thì lại nhanh là anh Tiệp. Ghép Đúng vào cũng quá là nhanh nhỉ. đấy, cho con ngựa vào đó. Để anh Đấy, dụng như nó cũng rất là mượt, nó rất là hợp lý. này bán phở không cần linh xương nước vẫn ngon. Trên này thì mình sẽ thử cho vào đây cái gì nhỉ? Cho đây là trên Mấy trời con này, chim đang cho bay chẳng. máy bay à? Lên. Đấy, kinh chưa? Máy bay luôn. Quá tuyệt vời. Thì anh chị em thấy không ạ? Là vẽ một bức tranh từ một cái hình, một cái tờ giấy trắng không có gì cả. Không có gì cả, nhưng mà có thể thêm vào đấy rất là nhiều thứ. Đấy. Ví dụ như là chỗ này thì chúng ta sẽ thêm vào đây là gọi là mặt trời. Đấy. Sun. Đúng rồi. Ơi mặt trời này không phù hợp Mặt trời đây là mặt trời truyện lắm tranh đâu. rồi. Mặt trời Mặt bé trời con. này không phù hợp lắm. Mặt trời truyện Đấy. tranh. Chỗ này thì chúng ta có thể làm một cây. Cây chỗ này. Máy bay kia có vẻ hơi to nhỉ? Hả? To thì chúng ta cho Đang hạ nhỏ, cánh mà, đang hạ cánh rồi. đang cất Hạ cánh cánh, xuống hạ cánh xuống ngôi nhà. đang cất cánh, thế là đang cứ vảnh lên. Lúc hạ cánh đi nó xuống trước cái thầy. Đâu, hạ Đấy cánh là phải đi lúc nào xuống trước. sát rồi. Ơi nhầm, biết sai chính tả. Nhưng mà nói ra cũng cái xây đó này cũng hay này. Điện 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 gió. Điện gió này. Đấy, thì mình làm cây bên này. Cheese.
như này chỉ như này đang nghèo nên giàu chỉ trong mấy phút, trang Đấy, trí hết những cái yeah. đồ tiện nghi xung quanh mình. Đấy. Chỗ này mình có thể thêm là gì ạ? Là trees. Để luôn cửa hàng bia bia hơi Quốc Cường hay là Tiệp Cường, cửa hàng Anh bia tìm hơi anh Tiệp Cường chuẩn bị à? Chuẩn bị Cường. một quán bia hơi à? Biển hiệu hàng Đấy. bia hơi Tiệp Cường. Đấy. Yeah. Ui đẹp thế, hợp lý nhỉ. Rồi. Chỗ này Cái thì này shop bản quyền mới làm được à, thầy Huy? dạ. Cái này shop Photoshop bản quyền mới làm được Không, cái này là bản bản thử nghiệm cho nên nó miễn phí hết mày. à? Đây là phía trước nhà thì mình để là cái gì nhỉ? Cái sân nhỉ? Cái sân là gì là viết nhỉ? Garden. Sân cha Yeah. Yeah. cha Trời ơi. Tiệp ơi, thầy đang vẽ cửa hàng bia hơi Tiệp Cường đấy. duyệt duyệt Này hoàn thiện xong là tuần sau anh em mình phải mời thầy ra khai trương mới gặp đúng rồi, dễ thôi. đấy. Không được Đấy. Đúng không? Thế nó có cũng sân hợp này lý hơn đúng không? đúng không? Đấy. Cái này thì mình sẽ làm Hàng rào. cái hàng rào nhé. Hàng rào là gì nhỉ? Vườn hoa. Hàng rào đi. Hàng rào hợp hơn đấy. Rào gỗ. Vườn đường fence. À, ISO. Đấy. Đấy, hàng Đúng. rào quá hợp lý luôn Quá hợp lý luôn. đấy. Đấy. Ui dồi. Cái máy bay hơi to. Cho máy bay nhỏ đi. Cho máy bay nhỏ đi nhé. Máy bay cho nhỏ. Bé bé xa xa. Đấy. Ở phía dưới cái chỗ mà ở giữa cái khoảng trắng của trên đầu con ngựa với cả cô gái, thầy cho một đàn chim bay. Ok. Rồi, đấy. Đấy, chỗ này thì cho đàn chim nhé. Đàn chim. Lên bức ảnh đẹp luôn, hợp lý luôn. Cá bột Ôi. trắng. Đẹp luôn. Ừ anh. Chim hơi nhiều, thịt bớt chim. Hả? Hơi nhiều chim. Hơi nhiều chim. Thịt bớt chim. Thịt bớt đi.
Xong. Lúc mà tạo tạo cái tờ giấy trắng để vẽ một bức tranh này là ấn vào cái ô vuông dưới cái cộng đấy này. Đấy thì anh cho vào new thôi. Nga đấy ý này Nếu mà ít chim thì nó sẽ cho chim to. thu hai con chim nhỏ lại được đấy, thế là được rồi đấy. Thầy 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 thử cho một cái lệnh là rời đang mưa À, này. mưa đúng không? Ok nha. Sẽ là rainy sky. Nhưng mà tông màu nó chỉ là trời nắng này, trong xanh này, Để mưa xem bây nó có mưa không, còn tông màu như nào mình xem là đưa mưa vào như nào. không được. Đấy, không được, nó bị ấy mất, nó sẽ bị Rồi che tối mất. mày, Đó, chỉ mình nghĩ sẽ là có để giọt trên mưa này này. không. Sau đó là chúng ta sẽ chọn chọn cái tầm bầu trời này. Là mình sẽ chọn hết luôn. Sẽ chọn hết luôn. Thì khi là Ren Renly có hiểu. Không được. Nó không hiểu. Renly Ren. Thế là mỗi bức ảnh là nó hiện ra bên tay phải màn hình này đây đúng không thầy? Đúng rồi. Đó, thế Ồ. này là khi mình chọn tất cả thì nó không hiểu. Mình chỉ chọn một khúc thôi thì nó sẽ hiểu, chứ còn chọn cả thì nó lại sang cái hình khác mất. Thế để luôn là mưa bóng mây, kiểu Việt Nam là mưa bóng mây, rời mưa nhưng vẫn nắng. Ừ, không được. Đấy, mưa này thì mưa sầm xì hả? Mưa thì nó lại đổi hết, nó lại sửa lại hết Đổi hết. với cả những cái thông tin khác, không được. Đó. Không, nhưng mà nếu mà quang cảnh này thì vẫn có thể có mưa mà, nhưng mà chắc là chưa chưa đúng lệnh đấy đúng không này? Chứ với bầu trời này vẫn có thể có mưa mà. Nó khi mà nó sửa ấy, thì nó sửa luôn cả Hết cái vật thể chính luôn. Đấy, thì mình sẽ không không nói được, mình sẽ không bôi đen tất cả được. nhiều quá hợp lý nhỉ.
như này mua quả trên Hòa Bình, cái này miêu tả cái này cứ vẽ như này thì mường tượng luôn là đất mình sẽ cái nhà ở đâu rồi. Cái thằng này ấy, nó có hai cái ứng dụng rất là tốt. Thứ nhất đấy là mở rộng bức tranh ra này, cái Đấy. thứ hai là xóa vật thể này, cái thứ ba nữa là vẽ thêm vật thể này đó. Đấy, thì nó làm rất tốt luôn. Đấy, ở đây thì ví dụ như là chúng ta mở một cái View cái bất mới nha. Đấy, xong đó là mình đưa một cái bức ảnh vào. Để sửa sửa hình ảnh người đi, sửa hình ảnh người đi, chuẩn đi. Dụ như là lấy cái hình ảnh này đi. đây, cái này là ảnh gốc là của Phương đây đúng không? Tổng Phương, Phương. Đây. Em lại sinh cái này à? Đây đây là ảnh AI thôi, Gần giống. đây là ảnh Midjourney thôi nha. Bây giờ là đầu tiên là chúng ta Đang sẽ ước Phương trong này hiểu mơ ước này. Phương mở rộng chỉ ra cao thêm mấy này. phân nữa là như này. Nhìn giống em phết Nó nhỉ? sinh được ra. Giống. Mỗi tội là cái Mỗi kèo tội ngắn hơn tí thôi. nhìn giống em phết, mỗi tội là Kèo em ngắn hơn tí, kèo em mà dài là y chi luôn. Đấy. để em kéo dài. Không, cái bánh mì này chắc là Phương phải phải đủ gọi 10 năm trước mới được cái này đúng không? Phần Cái phần bánh mì. mì. Ok. Có cái nó không cho dùng cái ảnh này, nó kêu là Thế là ảnh hưởng nhiều thịt quá không được. ảnh đó nhiều quá nó cấm. Okay. Không được, không cho dùng cái ảnh này. Hôm trước dùng cái ảnh khác còn sexy hơn mà vẫn được mà. Hôm nay cái ảnh này còn lại không được. Mà dính bản quyền là Trần Phương thì ra không được, không chưa có bản quyền. Phục hồi một phần công lực hao tổn đã. Đấy. Anh Hoàng, thầy Xin chào Hoàng anh Hoàng, lâu ổn lắm mông rồi nên sáng nay mới vào được phòng anh thư. Hôm nay xin đã phục chào hồi một phần công lực bị hao tổn đã. Anh sao mà công lực hao tổn đây? xin chào cả nhà, lâu quá mới gặp lại. Chào anh Hoàng Lâu nha. quá thầy Vâng, chào nghỉ thầy hè Việt. rồi, thầy nghỉ hè rồi mà thầy nhỉ. Nghỉ hè nhưng mà cái túi đó chưa, vẫn chưa cho hè. À. Vẫn còn bị bệnh viêm màng túi. À thế à? Bệnh này hơi khó chữa. Hệ với em lại đang có job mới hay lắm. Ồ, thế thì hay quá. Chữa Đang bị thất nghiệp, bị bệnh viêm màng túi. tí chiều nha, tí chiều anh em ngồi với nhau nha. Vâng, cảm ơn thầy chị. Đọc được cái tin của Khương thấy hấp dẫn quá, chịu không Chịu không nổi. nổi.
Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ chọn cái vùng bên ngoài này. Chúng ta sẽ đến này. Giờ mình đang dùng Photoshop hay gì thế vậy? Photoshop bản beta đấy. Lấy từ đâu xuất này? Tải từ trên mạng xuống. Ồ đẹp quá. Đấy, chỗ này này. Rửa Cái thôi chỗ cái này ảnh. là nó đang bị xấu này. Đấy, là chúng ta nhấn generate xem. Nhấn một cái. Nó xóa cái ngoài luôn cho mình luôn. Nếu mình cài cái bản này xuống nó cần phải gỡ cái Photoshop cũ ra mà thì... Đấy, nó xóa luôn thằng này cho mình luôn. Đó. Còn cái này thì mình có thể chuyển các cái cảnh biển khác nhau. Đó. quanh tóc vẫn còn cái viền sáng đó. Nó vẫn hơi còn cái viền sáng. Nên là Viền lúc sáng là bởi vì có cái sợi tóc bay ra ngoài cho nên nó hở ở giữa. Chỗ nào hở cũng nguy hiểm nha. có bạn thằng này mà có bản quyền thì có cái phần chọn ở trên cùng của phần chọn đấy, nó là mình vào cái iCloud đấy mà chọn nó ăn ăn được chuẩn cả tóc, không phải bôi thế này đâu. Chuyện ra Nghe mình. Nói chuyện này luôn. Rồi. Nó không có cái phần viền bên ngoài, mình quy mô background rồi. Bên ngoài nó không có phần viền. Đã, xóa đi không? Đấy, thì cái này nó cũng mạnh về có hai cái thứ nhất đấy là mở rộng khung hình ra là cực đẹp. Cái thứ hai nó sẽ là remove các cái background các thứ, ví dụ như ở đây ấy, là chúng ta có thể là dạng là thay cái áo cho cô này thế đấy. Dụ như là swimwear. Swim, bơi, swim wear. À, lại không được. Đó. Đồ bơi nó không cho. Summer wear, đồ mùa hè, đồ đi biển, đồ đi biển. Beachwear. Đấy. Đổi áo này. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Đổi cái áo của cô này luôn. Mà đội áo mặc rất hợp lý nhé. Mỗi tội là chưa lột được đồ rồi. Đội áo vào mà mặc vào như thật. Đấy. Thật tương mặt. Thấy chưa? Ấy Úi dồi. không, hợp lý luôn đúng không ạ? Đấy, nó thành bộ luôn này, thành bộ với cả cái bên dưới luôn này. Ấy, ấy được có nói chứ. Dạ. Đấy. Rất là cẩn thận đấy nhá nhỉ, Ừ. không bị lỗi tí nào luôn.
rất là cẩn thận Rồi. trước khi ra khỏi nhà đấy. Ok. Đấy, thì đây là cái con AI mà Huy thấy cũng rất là thú vị, rất là hay, vì là nó có thể thay đổi được rất nhiều thứ, nó thêm bớt rồi mở rộng ảnh rồi là xóa hình ảnh cực kỳ mượt luôn. Ừ. Ví dụ nhé, thêm cái nữa. Ví dụ bây giờ cho anh Hoàng lên là như Zambo luôn, Mong như Iron Man luôn anh Hoàng thế. nhỉ. Em được ước mơ được thành bà tiên, thành bà tiên nhưng thành bà điên. Em được mơ được thành siêu nhân mà phượng chip phải vòng vòng hả? Ví dụ như là mình chỉ thấy một bức ảnh ở trên mạng xem nào. Đang dùng bản 7 ngày hả thầy? Thôi dùng bản trial Đâu, bản này là bản dùng thử miễn phí mà. sau đó thấy lên trên trang nó bảo là 7 ngày, Bản nào ai bảo người nghe. trên trang của Photoshop Việt Nam. À đây. Em thì em có cái bản quyền rồi cho nên là em cũng không biết nó là 7 ngày hay là Bản miễn quyền phí. là 10 đô một tháng này. Ừ, chắc thế. Chín phẩy 99 đô một tháng, rồi cái bản free trial thì nó chỉ cho được 7 ngày. À, chỉ được dùng 7 ngày thôi à? Anh Get mở đấy. Photoshop free for 7 days, sau đó thì sẽ là ôi sao lại 20,99 đô tháng, lại có cái gì lạ vậy. Ở phía trên thì bắt đầu starting app, bên này là 9,99 đô tháng, rồi xuống dưới này thì đã bảo là get Photoshop cho 7 ngày, thì sau đó là 20,21 đô tháng. Tức là bản cũ là 10 đô, còn bản mới này là 21 đô một tháng luôn. Bản mới này thêm nhiều công dụng hơn, sử dụng nhiều nguyên tài nguyên hơn. Đô 21 đô khoảng chừng 500 nghìn. Nếu mà làm ra được tiền thì tháng 500 nghìn là quá bèo. Quá bèo. Như này cũng dùng trọn bộ của nó là rơi khoảng độ tầm 6 triệu một tháng. Tất cả các ứng dụng, mấy ứng dụng kia. Không, làm gì? Rẻ mà, có cách để dùng rẻ mà. Đây nha. Và sẽ xóa cái ô tô này đi nha. Mình chỉ bấm cái thằng này này, nhấn generate này. Ui, đường không vết được nhỉ, Không toàn còn không dấu vết vết gì luôn. luôn mà lại rất là khớp luôn, đúng không ạ? Đấy, không nhìn thấy dấu vết gì luôn, cả cái Đúng ô một tô vết như thế. xe kìa, vết xe anh lắm kìa. Trời ơi, Ánh nắng vẫn nguyên si nha. vết xe thẳng tưng, vết Đấy, lốp xe. à thấy chưa, xóa đi cực kỳ mịn, bởi vì ạ cái xe này là cái vật thể chính ở trong cái bức ảnh, vậy mà nó gì ạ, nó xóa cả cái vật thể chính đi và nó thêm vào đấy những cái gọi là hình ảnh, những cái thông số rất là khớp với cả cái môi trường xung quanh, nó còn thêm những cái hàng cây xa xa mờ mờ phía sau, mà cái mờ này nó rất là phù hợp đấy. Rồi cái ánh nắng này, cái ánh nắng xuyên này Cái đấy, này nó bắt led vào đường đúng không?
Đấy, thì nó lại gì ạ? Nó rất phù hợp luôn. bắt nét vào mặt Đấy. đường. Bây giờ Thầy chúng ta sẽ thử nha. ơi, thầy cho lại cái xe xong rồi cho anh Hoàng đứng ở đầu xe thầy. Rồi. Đây là vẽ gì đây? Rồi nha. Alo. Rồi, bây giờ sẽ biến là gì ạ? River. Đấy, Ảo ảo chưa? ảo diệu nhá, bóng cây Ảo cái xuống bóng xuống dưới mặt sông. đấy, bóng cây hợp lý luôn đấy, đấy, đó. cây nào bóng đấy luôn. Đấy, nhìn thấy hợp lý không ạ? Từ một cái bức tranh gốc như này, từ bức tranh gốc như này mà bây giờ ra bức tranh như này đấy, mà lại rất hợp lý đúng không? Rất là mượt, reflect cái phản bóng rất là hợp lý luôn. Hay, Nhưng mà ánh cái ảnh này sáng bị chiếc lỗi thầy, ảnh này bị lỗi là không có điểm bắt led. điểm bắn hết thì mình xóa mất vật chủ thể rồi. Nhưng Mất chủ thể rồi. ấn tượng nhỉ, bóng cây và từng cây, từng bóng một, cây to bóng to, cây bé bóng bé, chạm đôi ở trên luôn, thế kinh khủng. Cây ba nhánh ở trên thì dưới cũng có nhánh. Đây. Đây mình cho cái thuyền vào đây, mình cho nó có thể gì vào đây, Một cái thuyền nhỏ hoặc là bàn đàn thiên nga trắng nữa, hoặc thiên nga à đen. đúng không, cho một vài con chim vào đây là nó thành chủ thể ngay đúng không? Đúng là như bài của Trịnh Công Sơn đấy, phố bỗng là dòng sông cuốn quanh. Quan trọng là nó ghép nó hợp lý ấy. Chứ còn bình thường cái những cái ấy thì nó lại đấy, nhìn nào. Quá đẹp. Đấy, bây giờ là có chủ thể chưa anh? Có cái để bắt nét chưa?
Hợp lý không ạ? Rất là hợp lý. Có khi cho đàn 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 thiên nga đen có bố mẹ và hai con đen đỏ, hai Nhà thiên nga đen bố nhé. mẹ và thiên nga hai ba thiên nga con. Ui à, hay đỉnh quá. Vậy trời cứ thế rồi Đây, thấy chưa? quá Đấy, rượu bố mẹ với con nhá. Thấy chưa? Thiên nga đen nhá. Đấy. Rất hợp lý luôn. có 6 bộ trắng có vẻ đẹp hơn nhỉ, trắng Đã. đẹp hơn, đen hơi lộ. Trắng đẹp hơn chứ. Đúng rồi. Thiên nga trắng bao giờ cũng đẹp hơn mà. Đấy, chuột đôi mình đẹp, hợp Thế lý thiên đấy, trắng nó đẹp, cái bóng nó rất là hợp lý. thế thiên trắng nó hợp lý hơn, nó Đúng rồi. phù hợp đó. Ok thì đấy, thằng này hợp lý. Cái con này như em có chia sẻ hôm trước ấy, đó là con này ấy, là em mua cái bản quyền rồi đấy. Anh em nào dùng chung với em thì thay vì là dùng khoảng độ 8 triệu một tháng thì bây giờ mình chỉ dùng khoảng độ 300.000 một tháng thôi. Tháng nào dùng thằng đấy đúng không? Quá chuẩn. Đấy, hợp lý luôn đúng không? Quá hợp Thay lý. cho thay nó thay cho vẽ thay cho Mitsuni được không thầy? Nó Hả? cũng một dạng Mitsuri gì nữa. Không, Nó có sao thay được thay. Mitsuni? Nó không thay được Mizuni. Mizuni nó vẫn có cái hay riêng của nó. Thằng này nó chỉnh sửa bên trong ảnh thôi. Còn Đúng bên rồi. ngoài thì Mizuni nó vẫn chỉnh sửa và sáng tạo hình ảnh, Mizuni vẫn hay hơn chứ. Ví dụ như là mình vẽ Mitsuni xong mình copy ảnh Mitsuni mình đưa vào đây mình chỉnh sửa Đúng bên rồi. trong. Đấy, đấy, Vào đúng đây mình rồi. sửa. Tạo nhân vật thì Mizuli làm nhanh hơn thằng này. Nhưng mà tạo phong cảnh để ghép ảnh thì thằng này nhanh hơn. Rồi nha. Đấy. Ở thì Minh Tiệp đâu nhỉ, Tiệp ơi? Minh Tiệp và Hữu Tiệp chứ không phải Minh Tiệp nha. Hữu Sai Tiệp, Hữu Tiệp. tên đổi họ rồi. Tiệp ơi, thầy thiết kế cho anh em mình cái quán bia hơi Tiệp Cường ở đấy, thì hôm nào mời thầy ra khai trương Như thật. không? Duyệt luôn Diện luôn hả? Thế thì Phương ơi, thu xếp anh Hoàng thì xa quá nhỉ? là Sài Gòn cơ Xem mà anh em ạ. lịch của thầy hôm nào rỗi ấy. Tối hay ban ngày? Chưa. Chưa à? Chưa hôm nay rồi. Chưa hôm nay rồi á. Vâng. Chơi luôn. Chưa luôn. Chơi luôn. Cho mình tham gia online với. Ok nhá, thêm lại này. Rồi, học thêm nữa rồi đi đi uống bia nhá. Nhưng mà mình phải như này này, anh Cường em mới thích này. Cứ gọi phát đi luôn em mới thích. Không cần phải hẹn trước Luôn lâu. luôn. Đúng rồi, nói chung là hôm nào thì nó muôn thuở, xác định là mình đi thôi chứ còn Địa đừng điểm hẹn, đi, cho địa điểm tọa độ luôn. cho địa điểm tọa độ là đến rồi. Rồi nhá, tiếp nhá, học thêm đã, còn mọi người còn đấy chưa xong. Ơi bây giờ con này bây giờ cực đỉnh luôn nhá, Skybox này. Anh chị em nhìn nó giới thiệu này. Đấy, nó ngoạch 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 vài cái nét này. Được chưa? Rồi. 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 Cho câu lệnh vào. Nhấn một phát. Quấy. Úi chào má ơi. Nó thiết kế ảnh 360 độ luôn. Đấy. Các phong cách khác nhau luôn. Hoạt hình các thứ. Anime. Hoạt hình đấy,
truyện tranh được chưa? Rồi rồi bây giờ mình cũng vậy, mình cũng thiết kế ở đây đấy. Bây giờ mình thiết kế cái gì, bây giờ mình vẽ cái gì vào đây, ví dụ như là mình sẽ vẽ cái ngôi nhà đi, đúng không? Đấy. Nha. Bên này là có cây này. Đấy. Cái thằng này là thằng Khang lúc nãy thầy đúng không? Thằng Khang với cả thằng Cảng Màng Đình ấy, đúng không thầy? Thằng khác. Đấy. Bên này thì mình thiết kế là cái hàng rào này. Đấy. À, cho cốt là 360 luôn. Vẽ cái gì tưởng tượng luôn. Thiết kế cái hàng rào. Chỗ này thì có cái cổng này. Đấy, cái cổng này có hoa ở đây. Rồi. Thế mà lên nào hiểu được là hoa giỏi. Đây. Small house, ngoại ô là gì nhỉ? Out town. Một ngôi nhà nhỏ. Nhà nhỏ ấm cúng yên bình ở vùng ngoại ô đấy. Có hàng rào gỗ đấy, cổng gỗ đấy, cổng gỗ với với cây hồng leo Gì leo đấy, cây dây leo rồi. Hè ánh sáng rực rỡ đấy, phong cách anime. Ok, kêu vào đây, kêu vào đây, chọn là anime art style, nhấn Quấy, hợp lý chưa? Đúng không? Em vẽ hoa hồng ra đúng hoa hồng này, anh Cường ơi. Anh bảo nó không ra. Đây này, nhà em vẽ này thấy chưa? Có cái mái này, có cái ghế này, đúng chưa? Này, anh nhìn em vẽ nhà đây à? Đây này, cái mái nhà em vẽ này, thấy chưa? Đúng không? Đây này, hàng rào đây này, thấy chưa? Đấy, chuẩn luôn này. Vẽ đâu chuẩn đấy này. Nhưng mà cái này nó vẫn là như kiểu hoạt hình thầy cái lệnh nào để cho nó ra nhìn như thật đúng không? À, thì Lúc lúc nãy đây mình em đang chọn phong cách anime mà. Nãy mình đây chọn phong à, cách phong cách anime anime mà. Em chuyển sang phong cách thật nha. Đấy. đã hiểu đã hiểu đã hiểu Auto realistic style. Rồi. Thử phong cách thật này.
Đầu Ok, tiên là ví hay. dụ như kiểu vẽ là Phương với cả một anh bạn nào đấy ở căn nhà gỗ này, sau một năm đi ô tô về sang một phong cách vẫn ngôi nhà này nhưng được xây thành chất lượng cao hơn, đúng không? Không, bây giờ mình tí nữa em sẽ chuyển nó sang thành buổi tối. Đấy. Đấy, có đây phong cách khác này. Thấy chưa? Wow. Đúng không? Ừ. Đấy. Vẫn là nhà gỗ, vẫn là cây, không có hoa. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ để là này. Sẽ là bắt đầu bù ánh sáng rồi. Bù đèn. Đấy nha, sau thời gian anh bảo nó nâng cấp lên ấy, nó nâng cấp rồi. Đấy. Đấy, rất là ấm cúng luôn. Đấy, đây là buổi tối. Đấy. Nhưng hàng rào gỗ thì nó cho hơi thấp. Người tập. Đấy, nhưng mà nó phong cách nó hiện đại hơn rồi đó, đúng không ạ? Rất thú vị. Nhưng mà như thế này thì có như thằng Bisoli là mình có one rate nó lại ra cái mẫu khác không thầy? Nó sẽ ra mẫu khác. Đấy, nó phải cao như này mới hợp lý. Chỗ này nó Đây lại hiểu là cái cây. là hình tượng cái cây. Nhưng ánh sáng nó hợp lý nhỉ? Ánh sáng là Đấy. Mình có thể thiết kế theo cái khung 3D mà nó cho này. Đấy, thì ý tưởng là như vậy, và khi mà chúng ta ứng dụng nó vào thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái gọi là sáng tạo khác nhau. Đấy, mình có thể sáng tạo theo cái mong muốn của mình. nhưng mà ra cái con này với cả con cặp màn hình kia, con cặp màn hình dã man luôn. Avia. Đấy. Đấy. Ai ui sợ Lại ra phong cách khác. Đó. Phương ơi, em để bếp nhà em to thế Ừ. đẹp nhỉ, ngôi nhà đẹp nhỉ. Nhưng Mà hình như là không có cửa. Nhìn thấy Có hết cực kéo thầy, nhà không có cửa, đúng rồi, nhà nghèo thế luôn. sao có Cửa nhà đây, em cũng cuốn. nó cửa từ ngoài này rồi. Đấy. Đâu nó có cửa nhưng mà cửa gấp mà thầy. Hình như thế. Đấy. Trời. Nãy mà mấy cả anh Hoàng với thầy ấy ngồi sân này nhỉ, uống rượu vang hút xì gà đỉnh luôn. Ông cửa ơi, toàn tưởng tượng ơi. Có rất nhiều cái gọi là phong cách khác nhau, mỗi một phong cách là mình có lại thêm một cái hình khác.
Thứ nhất là dùng cái thằng này ấy, xong rồi mình làm cái nền nó chuyện tranh ấy. Đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy. Ui, này xong đúng là cho nhân vật vào cái xong luôn. Cho nhân vật cả cái xong luôn. Tắt Đúng cái cái này là hoàn đi này. toàn hợp lý. Đấy. Được chưa? Thấy không? Đấy. Có phải là cho nhân vật vào phát là xong không? Chụp ảnh này, chụp lại màn hình lại. Sau đó thì là mình đưa lên thôi. Các Xong góc lắp nhân vật vào xong. cho nhân vật vào phát là ngon luôn. Như này có một chú bé đến cổng nhà gọi: "Bà Phương ơi." Bà Phương ở trong nhà đi ra: "Bà đây." Đúng. Cháu gọi gì bà đấy? Cháu không gọi cho cháu, cháu gọi cho chú cháu cơ. Đấy, giờ trong này bà Phương lục tục từ trên gác đi xuống, Giống như mở ngôi nhà cửa, này giống như là ngôi nhà trong chuyện cổ tích ấy. mở cánh cửa đấy. Xuất hiện như một bà hoàng. Xuất hiện rồi bà Hoàng. Bà Phương xuất hiện trên tay cầm một thanh sô cô la rất ngon. Rồi. Bây giờ mình lại vẽ cái khác nha. Ví dụ như là mình vẽ cái tàu vũ trụ đi. Vẽ cái ô tô đi. Con vẽ con đường. Bên này vẽ mấy cây. Cách xa có dãy núi. Sao có dãy núi. Đây nó thành nhà mất rồi. Bây giờ mình sẽ viết cái câu lệnh vào đây. Một chiếc ô tô hiện đại, ô tô thể thao hiện đại đang lao nhanh trên đường cao tốc. Hàng cây đấy, núi. Đó. Rồi. Để cho vào đây. Đấy, bây giờ phong cách của chúng ta là phong cách là surreal.
Rồi, được chưa? Rồi. Ô tô thể thao màu hường luôn. Đấy, đang lao trên cao tốc, xung quanh có những cái hàng cây và có những ngọn núi, hợp lý Đúng không? Đấy. Được chưa? Mình vẽ như nào nó ra ý tưởng đúng thế luôn. rồi. Đó. Rồi. Đấy chứ. Tự nó xoay cho xem Tự 360 ở ra góc độ. đang tự xoay đây. Nhưng mà cụ mới nhận được báo 6 tháng ạ, hay là trước đây cụ đã nhận rồi ạ? Ô, chính ra nếu mà như này thì là làm một video clip xong rồi thêm lời bình vào như này là thành một video còn gì nữa thầy nhỉ? Thì đúng rồi, nhiều khi video nó chỉ cần đơn giản này thôi mà, có gì đâu. Như này thêm lời bình vào là xong rồi, cái gì đâu. Thế thêm lời bình vào là thành video mà. Đúng rồi. Trên chiếc xe tím là Miss Trần Phương đang lái một con xe thể thao hiện đại lao vun vút trên đường. Đấy. Xung quanh là những hàng cây và xa xa là những ngọn núi và bầu trời rất là xanh ngắt với những hàng mây trắng đang trôi lững lờ. Đấy. Trời ơi, thành câu chuyện Đằng hay luôn. Đấy. sau là chiếc xe màu đen đằng sau là do Nguyễn Hữu Tiệp lái đang vun vút lao theo nhưng không kịp. Ông Giang, nhưng mà trong trường hợp ông Giang mà vàng không thưa bà ấy thì cháu còn đi làm với ông được không ạ? Nó nhiều ứng dụng, mình Dạ, biết ông ơi, ông cứ cái làm cách giám đốc làm rồi ấy, của thì ông, mình giám đốc sẽ làm có việc nhiều cho cái ý ông, tưởng hiểu lắm, không nhá? có rất nhiều ý Vâng, tưởng ông để cứ làm làm để mà cho thể ông có cái trả tạo ra những cái câu chuyện hoặc là ông cứ những cái phim ngắn ghép vào với nhau rất là hay. ông chỉ Đó. đi thôi ạ. Có nhiều ý tưởng quá, không có thời gian để làm, ngồi mà làm. Đấy, về cái cơ bản là như vậy đúng không ạ? Vẽ nguyện mặt phát là đã ra. Ok thôi đấy nha. Cái này là phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho nên là anh chị em được thử thoải mái. Bây giờ Hoàng Lành đã nhanh hết, đã vẽ được rồi. Cái này ấy là cái thằng này đợt trước là Huy đã giới thiệu một lần rồi nhưng mà nó chưa có cái phần mà Chưa gấp lóc. thiết kế. Thực ra cái này nhé, nếu mà mình đội mà kiến trúc mà ứng dụng ấy, có thể thiết kế ra cái nhà trong cái phòng đúng không ạ? Ok, chỗ này là ghế sofa, chỗ này là cái bàn ăn, chỗ này là cái, thì nó vẽ phác thảo ấy, nó vẽ trên 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 phần mềm, nó vẽ phác thảo ấy. Đấy, xong rồi là nó mô tả dụ thế. Đây ví dụ như là thử cái mới nha. Rồi. Rồi. Bây giờ thử cái mới nha. Thì mình sẽ vẽ cái ngôi nhà nha. Mình sẽ vẽ một cái phòng. Đây. Xóa. Xóa. Nó hơi tỉ mỉ một tí. Đấy.
Ừ. Rồi sau đó là chúng ta vẽ cửa, ví dụ chỗ này chúng ta có cái cửa, có cửa phòng vào, được chưa? Bên này là chúng ta sẽ có một cái cửa sổ rất là lớn Baruma. đây. Có cửa sổ rất là lớn ở đây. Bên này thì chúng ta có một cái bàn. Một cái bàn học. Đó. Chỗ này thì chúng ta cũng có cái cửa sổ nhỏ. Đó. Bên này là chúng ta sẽ có Anh một cái gọi là cái giường ngủ đi. Giường ngủ. Đó. Có cái tủ ở đây. Cái tranh có laptop là nó có cái tủ sách. Rất nhiều cuốn sách ở đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả câu lệnh này. Một căn phòng ngủ nhỏ có tủ sách này, bàn làm việc này, giường ngủ này, sổ lớn này, chân treo tường, laptop trên mặt bàn. Tủ quần áo. Tủ quần áo này. Đấy. Copy câu lệnh này. Đưa vào đây. Đấy, phong cách là fantasy đi xem nào. Đấy. Thiết kế được cái gọi là không gian ở bên trong một cái căn phòng. Lúc nãy mình thiết kế cái không gian bên ngoài rồi. Bây giờ mình thiết kế cái không gian bên trong. Đó. Nhầm. Cho ra cái này nhỉ. Chẳng quan à. Inside inside à, Fantasyland là cái này, nó là liên quan đến là landscape, nó là liên quan đến cái cảnh quan. Thì ở đây mình sẽ chọn cái interior view thì nó sẽ chuẩn hơn. Bởi vì cái kia cái style của mình là chọn cái landscape, là chọn cái cảnh quan, cái
ở bên ngoài. Đấy. Các ngày. Được chưa? Đấy, có tủ sách này, cửa sổ này, giường ngủ này, bàn học này, laptop ở trên bàn này, cửa sổ này, tủ quần áo này. Đấy, tủ sách này. Nhá. Nhưng mà nó có vẻ nó cũng chưa sát với cái thiết kế của mình. Thiết kế của mình có vẻ nó xấu quá, nó không chịu, nó không làm theo. Đấy. Thêm của Có máy sưởi, có cả thùng rác máy sửa dạ. đấy, có Đấy. cả tủ tủ sách xích đông sách này. Nhưng mà về cơ bản nó ra được cái câu lệnh cũng khá ổn đấy chứ. Dạ. Cái câu lệnh mình mô tả vào nó cũng đáp ứng khá tốt đấy chứ. Đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà các bạn là thầy ghi là small bedroom, small small thì nó bé này là đúng rồi. À, thì đúng rồi, thì em mô tả nó bé mà, phòng ngủ bé mà. Bây giờ các phòng ngủ nó bé tí, phòng ngủ nó to đâu. Đấy, đây là có phòng có cửa ra vào nhé, nó lại thiết kế cả cửa vào phòng vệ sinh nữa Nhưng mà này. cửa này thì Phương vào không được, cửa Đấy. bé quá. Anh cứ chỉ định em vậy. Soi mà soi mà. Cứ để cứ nhà Phương ra mà soi. Cái cửa này nó lại có hai cái nắm đây. Một lắm bên phải dành cho nam, một lắm bên trái dành cho nữ, là bên nào đi mở bên đấy. Nếu mà là nó có hai cái núm. Có cái trong cái kệ sách phía trong có ghế ngồi đọc sách nữa. Đấy, bên này có một cái chỗ để mà học này, bên này có một cái bàn học, hai bàn học luôn, thế mới kinh. Phía trong là có một cái kệ sách ở trong cái ghế ngồi phía trong phía sau đấy. Đây á. Bên trái này, quay nữa đấy đấy đấy, có ghế ngồi đọc sách. Ghế ngồi đọc sách à? Không phải, chắc là chỗ để Đâu đây là giày. ba lô chứ anh Hoàng. Ba lô để giày thôi. Ba lô đây là Vậy hả? Tưởng là cái đấy, từ ghế khi để mà ngồi đọc đấy túi của chứ. Phương về treo hết lên trên kia, À, để đồ linh ô tinh. yếc Ok. Đấy, hôm nay thế thế đến đây thôi nhá. Rồi. anh Hoàng đã Ui tổ giời, hóa anh test Hoàng đã ra cái bản ấy rồi. Ui trời ơi, anh Hoàng vẽ nhanh anh thế. Hoàng đã vẽ nhanh thế. Ông học nhanh, ông vào muộn nhất và ông học nhanh nhất. Cái này thì anh Hoàng chắc là photo anh làm nhiều rồi đúng không? Bây giờ ý tưởng của thầy cái là anh làm luôn. Hình như phần mềm anh có rồi. Thì vừa thấy cái tên phần mềm xong rồi mình vô trang liền đấy. Rồi vấn Đó. đề chỉ còn là câu lệnh thôi. Ok. À, có.